Tôi là Sales Engineer của công ty MiTutoYo Việt Nam. MiTutoyo nổi bật với dòng máy CMM, trong đó có dòng Krista Plus M, máy đo tọa độ không gian 3 chiều cầm tay. Với 3 series 400, 500 và 700 có thể đáp ứng được tất cả các kích thước đo của sản phẩm. Đây là máy CMM Krista Plus M443 với phạm vi đo trục X, Y, Z lần lượt là 400, 400 và 300, cùng với độ chính xác của máy là 3×4L/1000 micron. Với cơ chế hoạt động thân thiện với người sử dụng và tín hiệu đèn LED giúp nhận biết vị trí điểm đo, máy giúp thao tác đo trở nên đơn giản và đầy tiện lợi. Bên cạnh đó, một chức năng nổi bật của dòng máy CMM từ MiTutoyo là ứng dụng trí thông minh nhân tạo AI với giọng nói cảnh báo việc xác định và tính toán điểm đo, giúp quy trình đo được diễn ra liên tục và không bị gián đoạn. Measure plane, point 1, 2, 3, 4, element finished. Với tính năng linh hoạt, máy có thể đo được đường thẳng, đường tròn, mặt phẳng, hình trụ và hình cầu. Ngoài ra, ứng dụng AI hỗ trợ việc tự động nhận biết số lượng điểm đo mà không cần thông qua thiết lập lệnh đo trước đó. Tính năng khóa trục giúp cố định đầu đo tại vị trí đo mong muốn. Song song đó, dòng máy CMM cầm tay được thiết kế đi cùng với hệ thống đầu đo chuyên dụng, linh hoạt trong việc xác định hướng đo giúp thao tác đo diễn ra nhanh chóng và tiện lợi. Phần mềm M-Cosmos với module chính là Manual Jailbreak có chức năng trung tâm là đo và phân tích phần tử đo được. Ưu điểm của phần mềm này là giao diện thân thiện với người sử dụng, đồng thời là công cụ tính toán mạnh mẽ mang lại sự tối ưu hóa về độ chính xác cho sản phẩm. Bên cạnh đó, đối với các nhu cầu mở rộng, M-Cosmos còn được trang bị thêm module CAD 1000S với chức năng nổi bật là kiểm tra và so sánh biên dạng theo điểm của sản phẩm đo được với dữ liệu mô hình 3D sẵn có. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Từ kết quả đo được, phần mềm M-Cosmos hỗ trợ xuất dữ liệu dưới các định dạng báo cáo như báo cáo kết quả kèm dung sai, báo cáo tổng hợp phần tử đo được, báo cáo dưới dạng đồ họa.